Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, các chi bộ công an xã thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa cũng đồng thời được thành lập. Khi có tổ chức đảng, chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương cũng như triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở của lực lượng công an xã từng bước được nâng lên. Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trước đây, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa được biết đến là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Tại địa phương này, tội phạm về ma túy, trộm cắp vặt có những diễn biến phức tạp, tranh chấp khiếu kiện thường xuyên xảy ra. Thế nhưng, từ khi lực lượng công an chính quy về tiếp nhận địa bàn và chi bộ công an xã được thành lập, tình hình an ninh trật tự đã từng bước được chuyển hóa. Tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế đẩy lùi, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ năm 2020 thực hiện cái chủ trương về cái việc bố trí công an chính quy về địa bàn xã, thực sự là cái công tác tham mưu cũng như là cái công tác thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn trên địa bàn xã cũng được nâng lên một cách rõ rệt. Các đồng chí rất là tham mưu tích cực cho cấp ủy và chính quyền trong công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hàng năm thì công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành cái nghị quyết về cái việc là đảm bảo cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tổ chức thực hiện. Trong đó thì rất rõ cái vai trò của lãnh chỉ đạo của cấp ủy cũng như là sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, rồi sự phối hợp của quân sự cũng như là chính quyền để thực hiện tốt cái công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như là trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Cái kết quả rõ nét đó là trong những năm qua thì cái tình hình an ninh trật tự của chúng tôi rất là giữ vững và không có những cái vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Để có được kết quả như vậy, chi bộ công an xã Trung Thu đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó công tác dân vận được chi bộ quan tâm đẩy mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Với phương châm gần dân trọng dân, lấy nhân dân làm gốc, chi bộ công an xã Trung Thu luôn chủ động bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh những buổi tuyên truyền tập trung, các đảng viên trong chi bộ còn trực tiếp xuống các thôn, từng hộ dân tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó kịp thời có các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc mâu thuẫn. Nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng và phát huy hiệu quả, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Từ năm 2020 đến nay thì công an xã Trung Thu đã bố trí đủ số lượng và từ khi về đảm nhiệm các chức danh thì công an xã cũng chủ động tham mưu cho các ủy đảng chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ xảy ra. Đồng thời qua đó công an xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch rồi cử cán bộ xuống các cái thôn bản tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho người dân. Thế rồi là bố trí cán bộ giải quyết các cái thủ tục hành chính tại xã để cho nhân dân trên địa bàn được đảm bảo thuận tiện hơn. Và qua đó người dân đã tin tưởng vào lực lượng công an và đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an xã để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn xã để đảm bảo giữ vững ổn định. Tủa Thàng là xã vùng cao của huyện Tủa Chùa, cách trung tâm huyện hơn 30 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 8.800 ha với hơn 6.000 nhân khẩu. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 99%. Trình độ dân trí còn thấp, tình hình an ninh tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do vậy, ngay sau khi thành lập, chi bộ công an xã Tủa Thàng đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, đúng quy định,
phát huy vai trò tổ chức đảng trong công an nhân dân, phân công việc rõ ràng cho các đồng chí đảng viên nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Đảng viên của chi bộ chúng tôi thì là căn cứ những cái điều lệ đảng, rồi căn cứ những cái văn bản của đảng cấp trên hướng dẫn của đảng ủy đề ra thì chúng tôi tổ chức sinh hoạt chi bộ một tháng một lần để quán triệt đảng viên nắm được các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước để nên là ngưng máu và tuyên truyền chủ trương pháp luật đến nhân dân trên địa bàn. Chi bộ thì công an xã thì là luôn luôn đi đầu trong các hoạt động như là các công tác phòng chống Covid, như là công tác tuyên truyền chủ trương luật cư trú đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp tuần tra kiểm soát thường xuyên. Thế là sau khi có những cái chủ trương như vậy thì chi bộ công an xã là sinh hoạt thường xuyên và quán triệt cán bộ chiến sĩ thường xuyên học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự cường tự lực, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc tại nhân dân trên cơ sở. Chi bộ công an xã Tùa Thàng đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, công an xã Tùa Thàng đã chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tham mưu cấp ủy đảng chính quyền địa phương ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, nhân dân sinh sống ổn định và yên tâm sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh. Hơn 2 năm qua, tình hình diễn biến các loại tội phạm trên địa bàn xã Tùa Thàng giảm so với trước đây. Hiện nay, Tùa Thàng đã chuyển hóa được địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ khi có công an chính quy về công tác tại địa bàn xã, thì đảng bộ với cái chủ trương là thành lập chi bộ. Từ đó thì khi có chi bộ của công an xã, thì cũng đã nâng cao được cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là cái công tác tham mưu đối với cấp ủy chính quyền về cái công tác là an ninh trật tự trên địa bàn xã. Và từ đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ là đảng viên thì đã nâng cao được cái vai trò của mình để trên địa bàn xã. Thì từ khi có cái công an chính quy về thì ngay cả chi bộ cũng được phát triển, đảng viên cũng được phát triển. Và từ đó thì an ninh trật tự trên địa bàn cũng được giữ vững và góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân, và cũng bà con cũng có những cái cuộc sống ổn định hơn. Xác định việc thành lập chi bộ công an xã là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng công an. Đảng ủy Công an huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy, tham mưu với Thường trực huyện ủy, hướng dẫn các xã thị trấn thành lập chi bộ công an xã, đồng thời hướng dẫn sinh hoạt đảng của công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Các chi bộ công an xã thị trấn trên địa bàn huyện Tùa Chùa cũng đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính gương mẫu của đảng viên công an được phát huy. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, lực lượng công an xã chủ động xây dựng triển khai nhiều kế hoạch giải quyết các chuyên đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, trực tiếp phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ việc, bắt giữ truy tố hàng trăm bị can, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, người dân yên tâm làm ăn, lao động sản xuất. Đến nay, Tùa Chùa đã thành lập 12 trên 12 chi bộ công an xã thị trấn. Bí thư chi bộ công an đều tham gia ban chấp hành hoặc ban thường vụ đảng ủy. Đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã, thị trấn phát huy vai trò nòng cốt cùng với chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Việc thành lập chi bộ công an xã, thị trấn đã góp phần tham mưu cho cấp ủy đảng ban hành nghị quyết chuyên đề trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh chính trị. Ngoài ra, lực lượng công an còn tham gia tích cực các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương như xây dựng nông thôn mới, phối hợp giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện, trấn áp tội phạm. Nhờ đó,
tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Có thể thấy, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng đối với công an chính quy cấp xã đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với cấp ủy chính quyền địa phương, tạo sự chuyển biến về an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó tạo môi trường an toàn, ổn định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ huyện Nậm Pồ luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào ở địa phương, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức của cán bộ đảng viên để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Nà Bủng 1 là bản thuộc xã Nà Bủng với 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm gần đây, diện mạo nông thôn có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Chi bộ Nà Bủng 1 có 8 đảng viên. Những năm qua, chi bộ đã tuyên truyền vận động đảng viên, nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện mục tiêu thay đổi nếp nghĩ cách làm trong lao động sản xuất nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, chi bộ bản Nà Bủng 1 đã phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên trong đi đầu tìm hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Điển hình như đảng viên Giàng A Kinh, ngoài việc phát triển kinh tế từ chăn nuôi, gia súc, thủy sản thì anh mạnh dạn vay vốn mua máy xúc về làm dịch vụ. Thì trách nhiệm tôi là tôi một người đảng viên thì tôi luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là về phát triển kinh tế thì bản thân tôi luôn nêu gương làm trồng trọt chăn nuôi để bà con nhìn theo tôi để phát triển kinh tế giảm nghèo, và có cái gì bà con không hiểu thì tôi là trách nhiệm tôi đảng viên thì tôi cũng luôn luôn giúp bà con và tư vấn cho bà con để áp dụng các cái khoa học kỹ thuật về sản xuất để năng suất nó cao hơn. Hơn 8 năm làm bí thư chi bộ, ông Tào Văn Vin ở bản Cấu, xã Trà Nưa luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người đảng viên. Đối với mỗi việc làm chủ trương mới, ông đều đưa ra bàn bạc công khai dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh. Nhờ đó, người dân trong bản Cấu đã hiến 4.100 mét đất, đóng góp được trên 1.600 ngày công làm đường bê tông nội bản. Tỷ lệ hộ nghèo trong bản giảm còn 1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng trên năm, số hộ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Từ khi về nghỉ hưu thì tôi xác định rằng là được bà con, nhất là các đồng chí đảng viên trong chi bộ tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ từ năm 2015 đến nay, và được nhân dân tin tưởng bầu làm người tín nhiệm, thì với bản thân tôi thì xác định là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Cái thứ nhất là người uy tín, là đảng viên, đồng thời là bí thư chi bộ, mình luôn luôn là phải đi đầu trong tất cả các công việc, từ như vậy là giáo dục con cháu, rồi đến cái việc như vậy là đi đầu trong chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó thì khi vận động bà con thì bà con mới nghe theo, làm theo và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng. Là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Nậm Pồ, trong nhiều năm qua, cán bộ đảng viên xã Trà Nưa luôn tiên phong phát triển kinh tế, tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người dân, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các loại giống mới cho năng suất cao và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, áp dụng các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện nay, Đảng bộ xã Trà Nưa có hơn 230 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Để phát huy vai trò tiên phong của người cán bộ đảng viên, thời gian gần đây, Đảng ủy xã đã chú trọng đến đổi mới sinh hoạt chi bộ, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên thực hiện các phong trào thi đua. Điều này đã thu hút sức mạnh tập thể, thúc đẩy nhiều phong trào thi đua ở địa phương phát triển. Chúng ta muốn làm gì thì làm. Ở cơ sở, nhất là cấp xã, cấp bản, thì chúng ta nâng cao cái vai trò trách nhiệm của người đảng viên.
của từng hộ gia đình, thậm chí là đảng viên đi giúp các hộ gia đình, phụ trách các hộ gia đình, thì gia đình đảng viên đấy phải tốt trước, làm trước thì người ta mới làm theo. Tại sao Trà Nưa là thành công trong những cái việc xây dựng nông thôn mới, cũng như là cái việc là xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trong 5 năm vừa rồi, thì chúng tôi cũng phát huy cái tinh thần này, gắn liền vào đấy là trách nhiệm. Nhưng muốn có trách nhiệm từng cần bàn bạc, cần thống nhất thật kỹ, từ chủ trương, từ chính sách được bàn rồi thì lúc đấy chúng ta cùng thực hiện. Muốn thực hiện được thì đảng viên phải thực hiện trước, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ huyện Nậm Pồ hiện có tổng số 47 tổ chức cơ sở đảng với trên 2.800 đảng viên. Trong những năm qua, đảng bộ huyện luôn coi trọng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi đảng viên được phân công phụ trách 5 đến 8 hộ gia đình. Qua đó vừa phát huy được trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vừa gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện quy định nêu gương, huyện Nậm Pồ cũng đã chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế ở từng cơ quan đơn vị địa phương mà bí thư, người đứng đầu lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn phức tạp để đăng ký làm nội dung đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ban thường vụ, ban chấp hành cũng xác định cái việc mà xác định được cái tính tiền phong gương mẫu đối với người đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cái tổ chức đảng. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và then chốt. Nó quyết định được cái việc mà đảng lãnh đạo đưa chủ trương, các cấp mà tiến hành để thực hiện. Đặc biệt là trong đó là cái vai trò của người đảng viên là vai trò then chốt và gần như là vai trò quyết định, định hướng đối với quần chúng để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt là cái nhiệm vụ mà giữ yên nơi biên cương cũng như là ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện, và nhiệm vụ phát triển kinh tế để từng bước giúp cho bà con các dân tộc của huyện Nậm Pồ bớt đi khó khăn. Trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện các cái chủ trương của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là thực hiện cái nhiệm vụ vai trò của trách nhiệm người lãnh đạo đứng đầu là đảng viên. Cái thứ hai nữa là huyện cũng đã chỉ đạo cái việc thực hiện chỉ thị số 05 và huyện cũng đã ban hành các cái chương trình kế hoạch. Trong đó có một nội dung chương trình là thêm việc tốt mỗi ngày. Ở đây là chúng tôi muốn phát động các cái phong trào từ tập thể đến cá nhân, đặc biệt là đối với các cá nhân, công dân, là người dân, là đảng viên trong các cái thôn bản, trong các cái chi bộ, trong các đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị giáo dục, thì xác định là lấy đảng viên làm nòng cốt và chú trọng cái tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là nêu cao tinh thần tính tiền phong gương mẫu. Cùng với việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, huyện Nậm Pồ còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giữ vững kỷ cương, làm cho mọi cán bộ đảng viên gương mẫu hơn. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Nậm Pồ đã thi hành kỷ luật 34 cán bộ đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã phối hợp cùng với các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy xây dựng cái chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, trong đó xác định các cái nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ. Thế và hàng năm thì căn cứ vào cái chương trình kiểm tra giám sát của toàn khóa đã xây tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cái chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, bám sát vào cái chương trình toàn khóa. Thế và đồng thời là tham mưu tổ chức thực hiện các cái cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình đã đề ra. Thì trong 3 năm qua thì cơ bản các cái cuộc kiểm tra giám sát đã được xây dựng, đã được thực hiện đảm bảo kế hoạch tiến độ đề ra, cũng góp phần ổn định cái tình hình chính trị trên địa bàn, tăng cường nâng cao cái vai trò trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nêu gương cán bộ, đảng viên, Nậm Pồ tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.